Chào mừng anh em đã đến với kênh game bài kiếm tiền. Thì hôm nay với số vốn 100k, mình sẽ chơi con game bài Cu Full nha anh em. Thì ok, với những anh em nào mà chưa có link thì hãy đăng ký link dưới phần mô tả video. Sau đó anh em comment tên và ID game. Mình sẽ tặng 50k vào tài khoản cho anh em trải nghiệm game nha. Ok. Thì hôm nay với số vốn 100k thì mục tiêu của mình là sẽ lên chừng 5-7 mê rồi đó. Nói chung là ok. Thì chơi trước đến sau nha. Mới vào thì cược 20k này cho nó an toàn này anh em ơi. Căng nha. Rồi hấp thôi. An toàn là để nhất. Ok. Rồi. Mình chơi con poker trên dưới nha anh em. Thì nói chung là con này nó cũng anh em chơi giải trí thì được, chứ anh em đừng có cầm nhiều tiền anh em vô chơi nha. Thì mình thấy tỷ lệ mà thắng thua nó quá nhanh. Thắng thua nó quá nhanh, nó có thể làm mình cháy tài khoản rất là nhanh nha anh em. Anh em tốt nhất là nên chơi tài xỉu hoặc là sóc đĩa hoặc là xích bô trên dưới. Nói chung là những con game đó anh em nhìn là anh em chơi cũng dễ thắng lắm nha. Ok. Lên hay trên nào, trên trên luôn, đủ trên căn nhà dưới này mà trúng một cái là lụm thôi. Sắp mạc căn vậy. Trên trên luôn đó, 175k hấp thôi. Dưới trên dưới trên lượm thôi, an toàn. Dưới trên trên luôn, dưới trên rồi lậm lên em ơi. Giờ cược 100 luôn này, trên trên này 400 à, 402 thôi hấp đi. An toàn là để nhất nha anh em. Ok, thì với những anh em nào mà chưa có link thì anh em hãy đăng ký link dưới phần mô tả video. Sau đó anh em comment tên và ID game. Mình sẽ tặng 50k vào tài khoản cho anh em chơi trải nghiệm game nha. Ok, thì con game này nó cũng rất là uy tín nha anh em. Tỷ lệ nạp rút 1-1 rất là nhanh và không có tốn thời gian của anh em đâu nha. Ok. Húp thôi. Căng nè. Trên này. Chín chín trường bốn cơ hấp đi, anh toàn đấy nhất. Bây giờ lên đánh 500 luôn nha anh em, cược 500 luôn à. Lần này là mục tiêu mình lớn lớn một xíu ơi, mục tiêu cao cao một xíu, làm video cho nó sướng nè. 100k lên vài chục mê luôn nè. Dưới đâu, dưới dưới trên triệu sáu rồi, 2,9 triệu
Rồi lầm đây. M dưới gì? Ok, 11M rồi anh em ơi, 11 triệu rồi nha. Rồi. 11 triệu rồi, mục tiêu chắc lên tập 50 triệu thứ coi. Mục tiêu lên 50M thứ coi. Ok. Này mà lên cỡ đó là hơi căng ấy, nhưng mà không sao. Mình cảm giác như mình sẽ thắng nha. Cảm giác như là mình sẽ thắng được. Anh em yên chí nha. Mười. Gần 20M rồi. Vốn 100k lên 20 triệu. Ấm lòng chiến sĩ. 400k. Hấp thôi, ôi trời ơi, 33 mê. Cũ lạc. Ôi trời ơi. Mua 30 mê luôn. Wow. Đẹp tái ghét rồi. Ok. Chà, nó đang giảm lại rồi. Ok. Căng à. 26 triệu à. 26 triệu. Căng nhà. 30 mê rồi đấy. Còn 20 mê nữa là 20 triệu nữa là mình sẽ nghỉ nha. Dưới. Hết mặt luôn rồi. Ok, 32 mê rồi. Căng này. Có vẻ căng à. 10 triệu hấp thôi anh em ơi, 40 triệu rồi. Chốt 10 triệu nữa là nghỉ nè. Ok. 40 triệu. 40 triệu. Kiếm 10 mê nữa coi. 10 mê đó là nghỉ nào. Wow. 50 55 triệu. Vốn 100k lên 56 triệu. Wow trời, wow. Chà. Căng nhà. Sắp mặt luôn. Thôi, chốt lời tại đây nha anh em. Ok. Chào anh em nha. Mình sẽ chốt lời tại đây.